Dạ. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Con kính dâng mic trở lại cho Ngài. Mô tham mai dạ, nắp mô sân khai dạ. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ Miêu Pháp. Xin chào Sĩ Mít Ta, Sĩ Tiên là Sĩ Quán Mộng, đang ngủ làm gì đây? Quỳnh Giang Nhật Hà, Sĩ Kim Nhung, đạo hữu Corona, Sĩ Hồng Mai, Sĩ Khánh Kiểm, Sĩ Kim, Sĩ Quang Thanh và đạo hữu Hoa Hương Dương. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong có Phật ngôn 116. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, Ngài xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thù mà hệ sĩ ở rằng ta thà gác thù lù của tâm mù sắp bác gác lù hí kịch thù lù cá sơ sá thài cho nó đầm mất phù quý độ quỳnh đà mà hành tầm gác ra phù cho này giác tầm Như Lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tôi thương yêu chủ trí năng vô lượng chỉ để Ngài đã tin tưởng thông minh dạy báo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ tát ta sát sát thu nô lô ca nó mình thá sa huy nà ca rô cô sắp bành nhu bút thóc bất tí phù tí sanh nhá tù hoành đà mở hành tầng ná ra phù. Cha này giác tâm phát bảo quy nhánh và như lai soi sáng vẹt màn vũ minh phá tan làm đặc dụng sinh để cho Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu với sức thô chú bát tá sát xa quá cô chất thà chú tà mù quá thánh thầm mát xích khá cô niềm đà bát sân xa đế á nà đá rù quá rù quần đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giá cần tâm bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân ai vì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ duy cúng dường. Rất là nát thế giá tề chê nó xa mê ê tu á tha năng tha xa bí a nú phà quê nó xa hạ xa dê nó xa chạy tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 116. Apitthare thakanyane. Câu số 2. Ba ba chích tầng đi dạ ra về. Ba ba chích tầng đi qua ra về. Ba ba chích tầng đi qua ra về. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Apitthare thakanyane ba ba chittang ni wa ra ye. Apitthare thakanyane ba ba chittang ni wa ra ye. Câu số 3. Đành thành hi ca ru tu bồn nhân
đàn thần thị cá rô tô bồ nhăng đàn thần thị cá rô tô bồ nhăng câu cuối cùng ba pas mình ramati mano ba pas mình ramati mano ba pas mình ramati mano ô ngại của ba của bốn đàn thần hi ca rô tô bồ nhằng ba pas mình ramati mano đàn thần hi ca rô tô bồ nhằng ba pas mình ramati mano đàn thần hi các rô tô bồ nhằng ba pas mình ramati mano. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Abhittha re tha ca ya ne ba ba chít tăng ni hoa ra dê đàn thành ni ca rô tô bồ nhằng ba pas mình ramati mano Abhittha re tha ca ya ne ba ba chít tăng ni hoa ra dê đàn thành hi ca rô tô bồ nhằng ba bát mình ramati mano abhittha re tha ca nhà ne ba ba chít tăng ni hoa ra dê đàn thành hi ca rô tô bồ nhằng ba bát mình ramati mano. Như vậy thì trong cái đọc chúng ta đọc dễ dàng, tức là cuối câu số 2 nó là trường âm. Vậy thì chúng ta chia ra đọc một lần hai câu ha. Abhittha re tha ca ya ne ba ba chít tăng ni hoa ra dê đàn thành ni ca rô tô bồ nhằng ba pas min ramati mano. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ một màn hình nó nổi lên che mất. Rồi bây giờ dòng kệ thì chúng ta cũng đọc một phần hai câu ha. Abhittha re tha ca ya ne ba ba chín tăng ni hoa ra dê đàn thanh hi ca rô tô bồ nhằng ba ba chín ra ma ti ma no Abhittha re tha ca ya ne ba ba chín tăng ni hoa ra dê đàn thanh hi ca rô tô bồ nhằng ba ba smin ra ma ti ma nô Abhittha re tha ca ya ne ba ba chín tăng ni hoa ra dê đàn thanh hi ca rô tô bồ nhằng ba ba smin ra ma ti ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn ngừa tâm ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Rồi bây giờ xin mời Chị Meta, Chị Kim, Chị Kim Nhung ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, tiếp theo đây con cũng xin đọc câu Pháp Cú
16. Athithare thakanyane ba ba chích tăng ni hoa ra dê đàn thành hi ca rô tô bùn nhăn ba mình ra mát tì ma nô. Dạ, con xin phân tích á đoạn âm phích là trường âm nhấn, thá đoạn âm rê trường âm thông thường, thá đoạn âm can trường âm nhấn, gia trường gia nê hai trường âm thông thường, ba ba hai trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm qua trường âm thông thường, rá đoạn âm dê trường âm thông thường. Aphithare thakanyane ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Đanh thanh là hai trường âm nhấn, hí cá hai đoạn âm, rô tô hai trường âm thông thường, bun trường âm nhấn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đàn thành hi ca rô tô bùn nhăn ba bát minh ra mát tì má nô. Dạ, con đọc hết bài, đọc lại hết bài. A phật tha rê na can gia nê ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Đàn thành hi ca rô tô bùn nhăn ba bát minh ra mát tì má nô. Aphithare thakanyane ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Đành thành hi ca rô tô bùn nhăn ba bát minh ra mát tì ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thịt tha rê tha canh nha nê ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Đành thành hi ca rô tô bùn nhăn ba ba minh ra ma ti ma nô. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Tỷ Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hai người, ba người, một thầy và ba người nha, đủ rồi. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nha, rõ. Cô Nít Trà, Hồng Kim Nhung, Hồng Mai. Dạ, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 116. Phải không sao? Đúng là 116. Tức là cái câu đầu tiên của phẩm ác. Ác, ác quá trời trời. Nó ác quá. Nó ác quá, nó mua con vật ác, ăn cho hết ác. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 116. Aphithare thakanyane ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Đành thần hi ca rô tô phùng nhăn ba ba miền ra mát tì ma nô. Aphithare thakanyane ba ba chích tăng ni hoa ra dê. Đành thần hi ca rô tô phùng nhăn ba ba niệm ra mát tì ma nô. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Á đoạn âm thích trường âm nhấn, thá đoạn âm rê trường âm thông thường, thá khá hai đoạn âm, thá cá đúng hơn, thá cá hai đoạn âm. Sorry, đọc lộn. Thá đoạn âm, cam trường âm nhắn,
Gia Nê, hai chữ năm thông thường. Chắc chắc từ đàn 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 mở là nếu mà qua câu số 2 nha, hỏi alo alo nha. Thích Kim Nhung chờ một chút nha. Thôi chứ con không thích lại nha sư. Á đoạn âm thích chữ âm nhắn, thá đoạn âm rê chữ âm thông thường, thá đoạn âm can chữ âm nhắn, gia nê hai chữ âm thông thường. Câu số 2, ba ba hai chữ âm thông thường, chích chữ âm nhắn, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm qua chữ âm thông thường, rá đoạn âm dê chữ âm thông thường thì còn dê. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3 và câu 4, rồi phân tích câu 3, câu 4. Áp thích tha về thác hàm gia nề ba ba chí tăng đi hòa ra về đầm thăng hi ca rô tô phùng nhăn ba ba nìm ra ma tì ma nô. Phân tích câu số 3, đầm thăng, đầm thanh, đầm thanh hai chữ âm nhắn, hí cá hai đoạn âm, thấy cá cá là mê luôn, tưởng cá. Đô rô tô hai chữ âm thông thường, bung chữ âm nhắn, nhăn chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu kính cùi hai câu cuối cùng, ba chữ âm thông thường, bá chữ âm nhắn, minh chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má hai đoạn âm, ti chữ âm thông thường, má đoạn âm, nô chữ âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Áp thích tha về thác hàm gia nề ba ba chích tăng lý hòa ra về đành thăng khi ca rô tô phùng nhăn ba ba mềm ra mát đi ma nô. Áp thích tha về thác hàm gia nề ba ba chích tăng lý hòa ra về đành thăng hi ca rô tô phùng nhăn ba ba niệm ra ma ti ma nô. A pi tha re tha can ya ne ba ba chit tăng ni wa ra ye đành thăng hi ca rô tô phùng nhăn ba ba niệm ra ma ti ma nô. A pi tha re tha can ya ne ba ba chit tăng ni qua ra về đành thăng hi kha rô tô phúng nhăn bà ba nhìn ra ma ti ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ý ưa thích việc ác. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú 116, đó là câu đầu tiên của phẩm ác ta ta giá. Vỗ tay quá chừng, Kim Nhung vỗ tay quá chừng luôn. Không có ai vỗ tay hết, có mình Kim Nhung vỗ tay. Đó, không, Hồng Mai không có vỗ tay. Rồi, mấy Hồng Mai Pháp Nguồn Lào Cai cho bông qua thôi. Thôi, nhiều đó đủ rồi. Nhiều, à, cô Mết Trà vỗ tay nè, còn cho nước cà phê uống nữa. Không đi Kim Nhung cười nữa. Vui quá trời luôn nha, cười luôn nha. Sư con cái gì sai không sư? Quý vị thấy tôi có sai gì không quý vị? À, cho biết để sửa sai nha. Mò qua giống như cái máy xe nó hết già rồi nó gần không nổi nữa. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Hình như Hồng Thị Kim Dung kế tiếp ha. Mời Hồng Thị Kim Dung kế nha. Dạ, xin trả máy, chúc quý vị luôn ăn vui nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 116 ạ. Afitare-tha-kan-ya-ne-pa-pa-chit tăng ni hòa ra về đàn thành hi ca rô tô bùn nhăng bà pa ninh ra ma ti ma nô.
Afithare tha can ya ne pa pa chit tang ni wa ra ye. Đàn thành hikaro to bun nhang ba pa sming ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Á là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, can là trường âm nhấn, ya nê là hai trường âm thông thường, pa pa là hai trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Afithare tha can ya ne pa pa chít tăng ni wa ra dê. Đan thanh là trường âm nhấn, hí cá là hai đoạn âm, rô tô là hai trường âm thông thường, bun là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là trường âm thông thường, pas là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đàn thành hikaro to bun nhang pa pas ning ramati mano. Afithare tha can ya ne pa pa chit tang ni wa ra ye. Đàn thành hikaro to bun nhang pa pas ning ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Afithare tha can ya ne ba pa chit tang ni wa ra ye. Đàn thánh hi ca ro to bun nhang ba pa sming ra ma tinh ma no. Afithare tha can ya ne ba pa chi tang ni wa ra ye. Đàn thanh hi ca ro to bun nhang ba pa sming ra ma tinh ma no. Hãy gấp làm điều ác, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. À, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mét Ta, chị Như Quang và Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 116. Afitare tha can ya ne pa pa chit tang ni wa ra ye. Đàm thanh hi ka ro to bun nhang pa pa smin ramati mano. Afitare tha can ya ne pa pa chit tang ni wa ra ye. Đàm thanh hi ca rô tô bùn nhăn pa pas nhìn ra ma tì ma nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, thá đoạn âm, rê trường âm thông thường, thá đoạn âm, cam trường âm nhấn, da, nê hai trường âm thông thường, pa, ta hai trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Afithare tha can ya ne pa pa chit tăng ni wa ra dê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đan thanh là hai trường âm nhấn, hí cá hai đoạn âm, rô tô hai trường âm thông thường, un trường âm nhấn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Pa trường âm thông thường, Pas trường âm nhớ, Nin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Ra má hai đoạn âm, Pi trường âm thông thường, má đoạn âm, No trường âm thông thường. Dan thân hi ca rô tô bùn nhăn pa pas nhìn ra na tì ma nô. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 116. Avitare ta cam ya ne pa pa chít tăng ni hoa ra dê đàn thân hi ca rô tô bùn nhăn pa pas nhìn ra na tì ma nô. Avitare ta cam ya ne pa pa chít tăng ni hoa ra dê đàn thân hi ca rô tô bùn nhăn pa pas nhìn ra na tì ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Asitta-retta-kanya-ne Papa-chittang-ni-wa-ra-ye Dan-tham-hi-ka-ro-to-pu-nyang Papasmina mati mano Asitare takam jane Papacitang waraye Dan tanika roto punyang Papasmina mati mano. Dạ, con đã đọc tức và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức. Con xin chào toàn thể đạo tràng ạ. Con cảm ơn cô Hồng Thị Kim Nhung, cô Hồng Mai, Như Quan Cẩn. Con xin được đọc câu đọc và kể câu pháp cú 116 ạ. Này, nó trôi đi đâu mất rồi. Để con xin được đọc câu 116 ạ. Apitta-retta-kaya-ne-pa-pa-chittang-ni-wa-ra-ye Dan-thanh-hika-yo-to-bun-nyang-ba-bat-ming-ba-bat-ming-ra-ma-ti-ma-no Apitta-retta-kaya-ne-pa-pa-chittang-ni-wa-ra-ye Đàn thành hi ca rô tô bùn năng bùn nhăng ba bát mình ra mam tì ma nộ. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á là đoạn âm, pít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, can là trường âm nhấn, ya là trường âm thông thường, ne là trường âm thông thường, pa là trường âm thông thường, pa là trường âm thông thường, chit là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, ye là trường âm thông thường. Apitta-retta-kanya-ne-pa-pa-chittang-ni-wa-ra-ye. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dan là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cá là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, bun là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, minh là
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rá là đoạn âm, má là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đàn thành hi ca rô tô bùn nhằng pa pa minh na ram pa pa ma ti ma nô. Con xin đọc lại toàn bộ bài ạ. Apit tha re tha can ya ne pa pa chi tang ni wa ra ye đàn thành chi đàn thành hi ca yo tô bùn nhằng bà bát mình ra ma tì ma nộ. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kệ ạ. Abhithare tha kanyane papachitam niwagaye đàn thanh nghi ca vô tô bùn nhằng bà bát binh ra ma tí ma nô a pi tha re tha ca ya ne bà bát chi tăng ni hoa ra ye đàn thanh nghi ca vô tô bùn nhằng bà bát binh ra ma tí ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dạ. Con đã đọc và kệ phân tích xong ạ. Có gì sai xin sư đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con xin xuống mắt một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 116. Áp-hết tha-đề tha-càn-già-nê-ba-ba-chít-tăng-ni-hoa-đá-dê đàn hành hi ca rô tô bồn nhằng bà bát mìn ra ma tì ma tù áp hết tha đề tha càn già nề bà bà chít tăng ni hòa ra về đàn hành hi ca rô tô bồn nhằng bà bát mìn ra ma tì ma tù. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Á là đoạn âm, thiết là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thá cá là hai đoạn, thá là đoạn âm, can là trường âm nhấn, gia là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, ba ba là hai trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Áp hết tha đề tha càn già nề bà bà chít tăng ni hòa đã về. Con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Đàn hành là hai trường âm nhấn, thí cá là hai đoạn âm, rô tô hai trường âm thông thường, bùn trường âm nhấn, nhân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường.
đàn hàn hít ca đầu tô bốn nhang ba bát mền ra ma tì ma tô. Để con đọc lại một bài. Áp hết tha đề tha càn già nề bà bà chít tăng ni quả ra về. Đàn hàn hít ca đầu tô bốn nhang ba bát mền ra ma tì ma tô. Để con xin kể. A phiên ha đê tha can ya nê ba ba chi tăng ni wa ra ye đan han hê ca rô tô bôn nhang ba ba min ra ma ti ma tô. Hãy gấp làm điều lành, nhân tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng và dạ. Con xin giao cho mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú 116 ngày hôm nay ạ. Afitare thakanyane babacittang niwaraje danthan hikaroto bunyang babasmin ramati mano. Afithare thakanyane babacittang niwaraye danthan hikaroto bunyang babasmin ramati mano. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Afithare thakanyane babacittang niwaraye. Á là đoạn âm, fit là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, can là trường âm nhấn, da, nê là hai trường âm thông thường, ba là hai trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Afithare thakanyane babacittang niwaraye. Và câu số 3 và câu số 4. Danthan hikroto bunyang babasmin ramati mano. Dan là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, hí cá là hai đoạn âm, ro to là hai trường âm thông thường, bun là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bas là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Đan thanh hikaro to bun nhang ba bas min ramati mano. Dạ con xin đọc lại ạ. Afithare thakanyane babacittang niwaraye danthan hikaroto bunyang babasmin ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Afithare tha kanyane babacittang niwaraye danthanhikaro to bunyang babasmin ramati mano. Afithare tha kanyane babacittang niwaraye dan than hi ka ro to bun nhang ba bas min ra ma ti ma no. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ.
Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Tra. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ Cô Tu Nữ Du Pháp, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Mến chào Đạo Tràng, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 116 ạ. Aphithare thác kanyane ba ba chít tăng ni và ra về đàn thành hikaro to buôn nhang ba bắt mình ramati mano Aphithare thác kanyane ba ba chít tăng ni và ra về á phí Á là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, can, gia, đê là ba trường âm thông thường, ba, ba là hai trường âm thông thường, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Đàn thanh hít cá rô tô buôn nhăn bà bách minh rá má tì má nô. Đàn là trường âm nhấn. Đàn thanh là hai trường âm nhấn. Hí là đoạn âm. Cá là đoạn âm. Rô tô là hai trường âm thông thường. Buôn là trường âm nhấn. Nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba là trường âm thông thường. Bát là trường âm nhắn. Minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rá, má là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. A phí thá rê thá càn dạ nê ba ba chí tàng ní và ra dê. Đàn thành hi ca rô tô buồn nhàng bà bát mình ra mát tì má nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mít, bữa nay con không khỏe nên con kể không được. Con có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Cảm ơn con Như Quang đã bót bài. Ta giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ, cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh. Dạ kính chào Đạo Tràng. Bây giờ tụi em xin phân tích câu Pháp Cú số 116. Dạ cảm ơn chị Như Hoàng. Ta rê ta cành già nê ba ba chí tăng na qua. Xin lỗi đọc lại. A phít ta rê ta cành già nê ba ba chí tăng ni qua ra ye. Đàn thần hí ca rô tô buôn nhăn ba ba min ramati mano. Đoạn âm, phích trường âm nhấn, thá đoạn âm, rê trường âm thông thường, thá đoạn âm, canh trường âm nhấn, gia trường âm thông thường, nê trường âm thông thường, ba ba hai trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, ní đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường, đoạn 3 và 4. Đanh trường âm nhấn, thanh trường âm nhấn, hí cá hai đoạn âm, rô tô hai trường âm thông thường, buôn trường âm nhấn, nhăn trường âm giọng nguyên âm,
ba trường âm thông thường, pa trường âm nhấn, min trường âm giọng nguyên âm, ra má hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ta đề thắc ca na ya ne pa pa chít tăng ni qua ra ye đàn thành hi ca rô tô buôn nhằng pa pa min ra ma ti ma no a phít tha rê tha ca na ya ne ba ba chi tăng ni qua ra ye đan thanh ni ca ro to buôn nhăn ba ba min ra ma ti ma no a vít ta re tha can ya ne ba ba chi tăng ni qua ra ye đàn thanh hi ca rô tô buôn nhăn ba ba nghìn ra ma ti ma nô hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự nhiên đã phân tích. À, nếu có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Christina. Dạ, kính mời chị. Dạ, thưa con, cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 116. Afitare thakanyane ba ba chi tăng ni wa ra ye đàn thanh hi ca rôn tô buôn nhân ba pa smin ra ma ti ma no a phi tắc re tha can ya ne ba ba chi tăng ni wa ra ye. Con xin phân tích câu 1 và 2. Áp trường âm nhẫn, phi trường âm nhẫn, thá đoạn âm, re trường âm thông thường, thá đoạn âm, than trường âm nhẫn, ya ne hai trường âm thông thường, pa pa hai trường âm thông thường, chít trường âm nhẫn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní đoạn âm qua trường âm thông thường, rá đoạn âm dê trường âm thông thường, than trường âm nhẫn, thanh trường âm nhẫn, hí đoạn âm, cá đoạn âm, lô tô hai trường âm thông thường, bun nhân hai trường âm nhẫn. Afitha re tha can ya ne pa pa chi tăng ni wa ra ye đàn thanh hi ca ro to bun nhân. Ý, con xin lỗi, con đọc bị lố một câu. Dạ, câu 3 và câu 4 là đàn thanh hi ca ro to bun nhân pa pa min ra ma ti ma no. Đàn thanh hai trường âm nhẫn, hí đoạn âm, cá đoạn âm, ro to hai trường âm thông thường, buôn trường âm nhấn, nhanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, đan thanh hi ca ro to buôn nhân ba pass min rá má ti má nô a phi tha re tha can ya ne ba ba chi tăng ni wa ra ye đàn thanh hi ca ru tu bun nhân ba pa smin ra ma ti ma no. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích thiện ác. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã sai cái câu đầu tiên là á là đoạn âm, á phít thá rê tắc, á là đoạn âm, phít trường âm nhấn, thá là đoạn âm, rê trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Con xin sám hối. Dạ, con xin phép được kể.
Afitare, Afitare, Takanyane, Papajitang, Niwaraye, Dantanhika, Rutupunyang, Papasminra, Matimano. Amfintare, Takanyane, Papajitang, Niwaraye, Dan thân hi ca ru tu buôn nhân Pa pa min ra ma ti ma no. Dạ, con xin sám hối ngài và đạo tràng. Hôm nay con bị phân tâm trong lúc con phân tích. Dạ, con kính tri ân quý ngài, quý sư và quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Mô Tam Bảo Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính sư phụ Pháp Trang, con kính là đảnh lễ đại đức đại đức và kính lễ tu hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tệ Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 116. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã phát bài. Afitha re tha can ra ne ba chi tăng ni qua ra đàn hành hi ca tô tô bung nhang ba bình ra ma ti ma no. Afitha re tha can ra ne ba chi tăng ni qua ra re đàn đàn thành hi ca rô tô bùng nhằng ba bát mình ra mát đi ma nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á là đoàn âm, phít là trường âm nhấn, thá là đoàn âm đường, thá là đoàn âm, can là trường âm nhấn, rê rá ra là ra là ra nê là hai trường âm thông thường, ba ba là hai trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní là đoàn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoàn rá là đoàn âm, dê là trường âm thông thường, đan và thanh là hai trường âm nhấn, hí là đoàn âm, hí cá là hai đoàn âm, rô tô là hai trường âm thông thường, bun là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá má là hai đoàn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoàn âm, nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, con xin đọc là ta Afitha re tha can ra ne ba ba chi tăng ni qua ra re đàn thành ca rô tô bùng nhằng ba bát mình ra ma tì ma nô. Hãy làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ưa thích ý ước ác. Con xin sám hối. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác đến Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Afitare tha can ra ne ba ba chi tăng ni qua ra re đàn thanh hi ca rô tô bôn nhân ba bát minh ra ma ti ma nô. Afitare tha can ra ne
ba ba chi tăng ni qua ra re tô tô bôn nhăng ba ba minh ra ma di ma no. Dạ con đã đọc xong, con có sai, mong ngài chỉ đức và quý sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính thỉnh đại đức lên cùng ôn bài với đạo tràng chúng con ạ. À? Alo đạo tràng nghe con nói không ạ? À? Alo. Dạ cảm ơn cô Như Quang. Cô Meta, dạ con kính thỉnh đại đức tại đức lên ôn bài câu pháp cú cùng đạo tràng chúng con ạ. À? Dạ con kính thỉnh con dâng mức đến đại đức tại đức ạ. Alo, 123, 123. Rồi, không còn vị nào đưa tay nữa. À, xa thủ sĩ quan thần. Ngài sức khỏe không tốt ha. Hú hú, tại vì hay quyền và cấm điện vô. À, xa thủ sĩ quan thần ha. Sức khỏe không có ổn định ha, vậy mà cũng đưa tay lên cố gắng để mà đọc. À, đây là một cái tinh thần mà học hỏi rất là cao và cũng thích nghi với câu Phật ngôn này: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, hãy chậm làm việc lành, ưa thích việc ác. Cái tâm trạng và cái trường hợp của Chi Quang Thanh là thích hợp với câu Phật ngôn này ha. Mình không làm chủ được chính mình, bệnh tật chi phối ha, sức khỏe yếu ha, nhưng mà cố gắng để mà vượt qua trở ngại, tâm an trú trong thiện pháp. Đó là một cái điều mà tinh thần của quý vị trong vấn đề học hỏi rất là cao. Xa thủ sĩ quan thành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa tự vấn. Rồi tại sao khi nãy chúng tôi đọc Ramati Mano mà quý vị đọc là Ramati Mano? Trong cái phần tự vấn này, để cho quý vị thấy rằng đây là một động từ, động từ Ramati. Nhưng mà tại sao ở trong này là Ramati Mano câu cuối cùng á? Bây giờ vô phần từ vựng để chúng ta thấy cái động từ Ramati có ý nghĩa thế nào mà ở đây nó là Ramati. Bây giờ câu Phật ngôn 116 là một cái câu đầu tiên trong cái phẩm ác ba bát quốc giá. Cái câu đầu tiên Abhithare Thakanyane, Abhithare Thakanyane. Câu này có hai từ
Abhikaretha. Đây cũng là một động từ số nhiều. Mà tiếp đồ ngữ của nó tức là Abhi. Abhi này chỉ là một cái vấn đề, nó nhấn mạnh cho cái động từ ở sau ha. Cái động từ ở phía sau là tha về tha. Cái động từ này ở trường hợp số nhiều gấp lên làm cho nhanh, gấp lên làm cho nhanh, mà gấp lên làm cho nhanh cái điều gì? Đó là kanya nê. Kanya do cái từ kanya nã, nó là một danh từ trung tính. Akran thanapun sakalinga kanya nê. Ở đây nó được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít tức là sát tầm ý vì phát tí e ca quá trình á. Cho nên can già nó biến thành can già nề. Vậy thì Abhikhare thác can già nề. Can già nề là trong việc thiện, ở việc lành. Abhikhare thác tức là nên mau mắn, nên hoan nghênh, nên tán thành. Vậy thì Abhikhare thác can già nề, nên mau mắn trong việc thiện, nên mau mắn trong việc thiện. Và câu số 2 Baba Chittang Niwa Raye. Baba Chittang Niwa Raye, chữ ba ba do cái từ ba ba. Ba ba nó là một danh từ trung tính. Akron Tanapun Sakalinga. Và ba ba ở đây được chia theo xuất sư cách số ít, tức là panchami vipatti ekavacana. Cái này ba ba biến thành ba ba. Ba ba là khỏi điều ác. Là ba ba là việc ác, việc xấu, việc tồi tệ. Ba ba là việc xấu, việc ác, không phải là khỏi. Mà chữ khỏi là ni qua ra về là khỏi. Còn chữ ba ba là ác, là xấu, tồi tệ, bất thiện, là ba ba. Rồi từ thứ hai chít tăng, do từ chít tá có nghĩa là tâm. Tâm rồi ni qua ra về, ni qua ra về, ni qua ra về. Ni là rời khỏi này ha, xa liền ha. Qua ra giá, qua ra về là ngăn chặn, rời khỏi, ngăn chặn. Thì ở đây ba ba chí tăng ni qua ra về là nên ngăn chặn tâm rời xa điều ác, hoặc là khỏi điều ác, nên ngăn chặn, nên lìa khỏi. Vậy thì câu số 2 ba ba chít tăng ni qua ra về, ngăn chặn tâm rời xa điều ác, hoặc là ngăn chặn tâm khỏi điều ác. Rồi tiếp theo câu số 3 đành thành hi ca rô tô phun nhân, đành thành hi ca rô tô phun nhân. Đi chữ
đan thân cộng với hí, do cái từ đan tha, đan tha nó là một danh từ trung tính angrin tanapum sakalinga, và đan tha ở đây được chia theo đôi cách số ít đối tỷ giao phát thiệt câu quan trọng á, cho nên nó biến thành đan thân. Đan thân có nghĩa là chậm chạp, và thêm chữ hí ở phía sau có nghĩa là thật vậy, thật vậy. Đan thân hí là thật vậy, chậm chạp. Caroto, caroto do cái động từ caroti, và caroto ở đây nó là một hiện tại phân từ nam tính. Caroto nó được chia theo sở hữu các số ít chati vipati ekavana, của người đang làm, của người đang làm. Caroto rồi chữ punya, do cái từ punya, punya là một danh từ trung tính akrantanapum sakalinga, và punya được chia theo đổi các số ít đối trị giao quỷ phát thị yên cấu của chẳng hạn, cho nên punya biến thành punya. Punya là việc lành, việc thiện. Punya việc lành, việc thiện. Và câu cuối cùng ha, câu cuối cùng, papasmin ramati mano, papasmin ramati mano. Chữ papasmin do cái từ ba bá, ba bá là một danh từ trung tính, nhưng mà đây nó được chia theo định sở cách số ít sát tầm ý vì phát triển câu quá trình ha, cho nên ba bá bình papasmin. Papasmin là trong việc ác, trong việc ác. Rồi ramati, ramati nó là động từ ramati, ramati có nghĩa là thỏa thích. À, khi nãy chúng tôi đọc ramati ha, nhưng mà quý vị đọc theo ở trong này ramati ha. Thật sự đây là một động từ, nhưng mà trong cái lối thơ văn á, kể thì người ta viết là ramati, nhưng mà phải biết đó là cái động từ ramati, thỏa thích, thích thú. Rồi chữ mano, chữ cuối cùng do cái từ mana, nó là một danh từ trung tính ha. Và mano ở đây nó đứng làm chủ từ số ít bhatthamang ekavachana vipatti, mana biến thành mano, mano là tâm. Thế thì bây giờ câu 3, câu 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau mà. Đành thành hikaro to punyan ba pasmin ramati, ramati mano. Đan thành hi ca rô tô phun nhàn bà pas min rám a tì ma nô. Người đang làm việc ước một cách chậm chạp thì có cái tâm thích thú trong việc ác. Người đang làm việc thiện một cách chậm chạp thì có cái tâm ác khởi lên, tức là có cái tâm thích thú trong việc ác. Niwaraye, niwaraye là rời khỏi, niwaraye rời khỏi, ngăn chặn, ngăn chặn rời khỏi. Người đang làm việc thiện một cách chậm chạp thì có tâm ác, có cái tâm thích thú trong việc ác. Tức là cái câu nói Phật cao một trợ
bậc cao một thước má cao quá trượng vậy đó. À, tức là khi mà việc thiện mà mình dụ dự làm một cách chậm chạp thì cái tâm ác nó khởi lên, cái sự ganh tị, sự bổn sẻn nó khởi lên và làm cho cái thiện pháp của chúng ta bị thối giảm. À, câu Phật hôn 106: nên mau mắn trong việc thiện, nên ngăn chặn tâm khỏi cái điều ác, bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm chạp thì có cái tâm thích thú trong việc ác. À, xin lập lại ha. Nên mau mắn trong việc thiện, nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác, bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm chạp thì có cái tâm thích thú trong việc ác. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi ló ràng. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi ló ra. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nghe cái duyên sự ha. À, câu Phật ngôn này có một cái duyên sự rất là hay. Tại sao? Tại sao câu Phật ngôn này nó đứng đầu trong một phẩm ấm? Ở đây, khi mà Đức Phật ngự tại chùa Huyền Liên, thì Ngài đề cập đến một cái người Bà La Môn mà chỉ có độc nhất một cái vái, gọi là Tiểu Nhất Y Chu La E Ca Sa Ta Ca. Chu La E Ca Sa Ta Ca, tức là cái người này chỉ có một cái khố à. Không có áo, không có gì hết. À, chỉ Tiểu Trung Y hả? Ở đây Tiểu Nhất Y mà Bà La Môn một áo. À, Chu Lê Ca Sa Ta Ca, Chu Lê Ca Sa Ta Ca, hoặc là Chu Lá E Ca Sa Ta Ca. À, đây đã ráp vô chứ không còn rời ra, cho nên Chu Lê Ca Sa Ta Ca. À, không biết có phải là Đức Tuệ Nhẫn không ạ? À? Alo, kính lễ là Đức Tuệ Nhẫn. À, vừa đến với pháp hội ha. Này bây giờ chúng tôi xin trình bày về duyên sự. À, có một vị Bà La Môn Đại Nhất Y, tức là Maha Ekasataka, thời Đức Phật Vipassi. Nhưng mà cái kiếp hiện tại tái sinh ở Sawatthi, tên là Chula Ekasataka, tức là trong thời kỳ của Đức Phật Vipassi, thì cái vị này gọi là Đại Nhất Y. Nhưng mà bây giờ trong kiếp hiện tại thì không phải là Đại Nhất Y nữa, mà Tiểu Nhất Y. À, ngộ ha, Tiểu Nhất Y. Bởi vì ông ta có độc nhất một cái khố để mà mặc. Và không phải riêng một mình ông ta, mà vợ ông ta cũng vậy, và hai vợ chồng chung một cái khố. Một cái như vậy thì khi mà ông mà muốn đi ra khỏi nhà thì ông mới mặc cái khố đó. Còn
Còn người vợ mà đi ra khỏi nhà thì người vợ mặc cái thô, tức là hai người xài chung một cái. À, một hôm thì người ta báo rằng có một cái thần pháp mà Đức Phật thuyết tại Tịnh Xá, thì hai người này thỏa thuận đi nghe pháp. Bà thì đi ban ngày, còn ông thì đi ban đêm, bởi vì chỉ có một cái khố thôi, ai đi ra ngoài thì lấy khô mà mặc. Khi mà ngồi trước mặt Đức Phật, tâm ông rất là hoan hỷ, uống từng giọt nước pháp. Bởi vì thế cho nên ông ta hoan hỷ phát tâm muốn cúng dường, nhưng mà nghĩ rằng mình có gì đâu mà cúng dường. Hoan hỷ với pháp, nhưng mà cúng dường phải có lễ phẩm. Thì bây giờ ông ta chẳng có gì hết, chẳng có gì hết. À, nếu mà nghĩ đến cái khố ông ta đương mặt, đây là cái tài sản duy nhất hai vợ chồng, thì cái tâm của ông ta, cái suy nghĩ chỉ có đây là cái tài sản duy nhất của hai vợ chồng, mà bây giờ mình vô cùng, mình coi là chẳng còn cái gì hết, mà vợ của mình cũng không có để mà sử dụng. Nhưng mà ông quan hỷ quá. Rồi khi mà muốn phát tâm cúng dường cái khố đó, thì cái tâm ích kỷ nó lại nổi. Khi mà cái muốn dâng cái ý, thì cái khố này, thì cái tâm mà nó ích kỷ, nó bổn sẻ, nó giữ lại. Hai bên tranh chấp lẫn nhau, cho đến khi mà canh một trôi qua, canh hai là đến, và kéo dài một thời gian dài như vậy, thì cũng chưa có thắng nổi cái tâm mà coi như bốn sản ích kỷ. Canh một, canh hai, cái canh cuối, thì cái ông này mới nghĩ rằng đã hai canh trôi qua, nếu mà cứ dằn co mãi thì cái sự ích kỷ nó tăng lên, và không nhắc đầu ra khỏi vốn được khổ. Ông nghĩ về cái khổ cảnh mà ông ta quyết định cúng dường, tức là lấy cái tài sản duy nhất đó để mà cúng dường. Và đây là trong cái kênh cuối, khi mà ông đặt cái khố, lấy cái khố ra đặt ở dưới chân của Đức Phật. Rồi ông ta quan hỷ quá, thỏa thích quá, ông ta la lên: ta chiến thắng, ta chiến thắng, ta đã chiến thắng rồi. Thì trong đại chúng có Đức Vua Pase Nát Đi, thì Đức Vua đang ngồi nghe pháp, mình nghe cái ông nệm la lên như vậy: ta đã chiến thắng, ta chiến thắng, ta chiến thắng rồi. Thì ông Vua ngạc nhiên, ông cho quân đến tới hỏi: ê, nhà ngươi chiến thắng cái gì ấy? Tại sao la lối ôm tròn vậy? Rồi ông Bà La Môn này mới nói: chiến thắng được giặc lợi, tức là từ kênh một trôi qua, kênh hai là đến, cho tới kênh ba này tôi mới chiến thắng được nó, nên tôi mừng quá, tôi la lên, tôi đã chiến thắng được chính bản thân của tôi. Đức Vua nhìn kỹ hôm nay, thấy con người lõa lồ, chẳng có gì, chỉ có cái khố mà đem ra bố thí. Mà thời kỳ đó thì quý vị biết sáng độ đạo lõa thể cũng rất là bình thường thôi. Thì ông ta nói là đã chiến thắng, và lấy cái khố đem tới đặt ở dưới chân của Đức Phật, dâng lên Đức Phật. Thì cái hành động của ông ta làm cho Đức Vua Bà Xê nó đi coi như khâm phục, quá hỷ. Thì Đức Vua mới tặng cho ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất thì hai bộ y, rồi tới bốn bộ y, rồi tới tám cái bộ y phục.
cuối cùng là 16 bộ y phục. Ông Bà La Môn này dâng hết cho Đức Phật. Nhà vua lại tặng cho ông 32 bộ. Dù ông Bà La Môn này có dâng hết những cái gì ông có đến 100 lần thì Đức Vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng như vậy. Bởi vì trong tiền kiếp của ông là Maha Ekasataka, ông chỉ giữ 2 bộ trong 64 bộ mà ông nhận được. Đó là trong quá khứ. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Đức Vua thấy ông Bà La Môn làm một việc làm rất là khó làm, cho nên ra lệnh tìm 2 cái mền ở trong cái phòng thiết kiều, tức là 2 cái tấm mền mà coi như ở trong cung đem có giá trị đến 1.000 đồng tiền vàng, đem tặng cho ông Bà La Môn này luôn. Ông này thấy tự mình không xứng đáng sử dụng cái củ quý này, mà cái loại y phục này nó thích hợp với tăng đoàn, nó thích hợp với ba ngôi tam bảo. Thế là trên này ông lấy, ông làm một cái màn, một cái tấm treo trong hương thất của Đức Phật, rồi một tấm thì treo ở trong nhà mình, để khi mà các vị thỉnh các vị tỳ kheo đến thì có một cái chỗ nó trang hoàng, nó tốt đẹp hơn. Rồi buổi tối Đức Vua đến thăm Đức Phật, nhận ra cái y mà coi như mình đã cho ông Bà La Môn đó, tại sao lại ở chỗ này, ở trong hương thất của Đức Phật. Khi mà họ hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói rằng ông Bà La Môn Chu La Ê Cát Sa Tất Cả đã cúng dường. Khi mà Đức Vua nghe Đức Phật nói như vậy thì ông ta có niềm tin quan hệ với việc làm của ông Bà La Môn đó. Và Đức Vua tặng cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng tiền vàng, 4 phụ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Khi đó thì các vị tỳ kheo trong pháp đường và cái việc khởi lên là việc làm của Chu La Ê Cát Sa Tất Cả là một việc làm rất là lạ lùng. Có cái tài sản duy nhất là một cái khố mà đem ra cúng dường, rồi làm việc thiện thì cái phước báo nó đã đến liền, tức là quả báo nhãn tiền tại chỗ. Khi đang bàn luận vậy thì Đức Phật đến và hỏi cái chuyện gì xảy ra, và các vị tỳ kheo đã đem cái chuyện ông Chu La Ê Cát Sa Tất Cả ra để mà trình bày. Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, nếu mà Chu La Ê Cát Sa Tất Cả cúng dường cho Như Lai vào cánh đầu thì ông sẽ nhận được quà tặng mỗi thứ là 16 cái. Nếu mà cúng dường vào cánh giữa thì ông nhận mỗi thứ là 8 cái. Nhưng mà vì để trễ đến cánh cuối cho nên ông chỉ nhận mỗi thứ có 4 cái thôi. Ai làm việc thiện đừng có nên chần chừ, đừng có do dự, mà phải làm ngay, phải làm tức khắc. Một việc công đức mà làm chậm trễ nó đem lại phước báo nó cũng chậm trễ. Do đó khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp thì phải có một cái sự quyết tâm, một cái sự thôi thúc ở bên trong. Và thế là Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 116 này: Abhithe thakkanyane babacittang niwa raye danthan hikaroto punyang babasmin samati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngang tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành khi ưa thích việc ác. Như vậy thì ở đây
cái động từ mà thôi thúc, cái động từ mà coi như hãy gấp apitareta, hãy cấp tốc làm theo, hãy gấp rút cho thật mau thật lạ, làm cái điều làm. Đối với người cư sĩ tại gia, khi mà cái tâm khởi lên, ta sẽ làm điều làm. Chẳng hạn như để bát cúng dường, hay là cho những người nghèo khổ thì nên hối hả dành lấy, tức là nghĩ rằng nếu mà chúng ta không làm thì không có cơ hội để mà làm, vì bệnh tật, vì tử thần, vì dịch bệnh vân vân. Trong cái thời buổi bây giờ thì thiện sự chúng ta phải làm lẽ, đừng có để coi như là nó thời gian nó trôi qua và cái ác tâm nó khởi lên. Thì như vậy ở đây trong cái duyên sự này, chúng ta thấy qua câu Phật ngôn đó, ông Bà La Môn, ông Bà La Môn chỉ có một cái tiểu y này ha ha, canh đầu canh giữa đến canh ba mới cởi áo choàng cúng Phật Đà, Thọ Thích La To ta đã thắng, làm vua đẹp ý thưởng ông ta, nhờ đó kẻ nghèo bỗng hóa giàu, chư tăng bằng nói thật là mau, nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm, chỉ hưởng những phần phước nhỏ sao. Phật khuyên nên gấp rút làm lành, chứ để bơ thờ ác ý sanh, cứ một ý lành ngàn ý ác, có lòng toàn thắng được cho nhanh. Như vậy thì câu Phật ngôn 116 và cái câu chuyện của một ông Bà La Môn chỉ có đọc hết tài sản làm cái khố mà ông ta cúng dường cái khố, thì như vậy sử dụng như thế nào? Đức Phật ngài sử dụng cái khố đó để chùi chân thì đó cái tài sản của người ta ha. Hai vợ chồng có một cái khố, nhưng mà do cái tâm thành dâng lên Đức Phật thì Đức Phật sử dụng như thế nào để có lợi ích, để khi bước chân vào chánh điện để chùi chân, hoặc là khi bước chân vào hương thất của Đức Phật thì người ta chùi chân trên cái khố. Nhưng mà ông Bà La Môn này rất là hoan hỷ trong cái việc bố thí, từ canh đầu canh giữa tới canh ba ông ta mới chiến thắng được giặc lòng. Thì đây là một cái việc làm mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Tài sản đâu có gì đâu, chỉ có một cái khố mà giảm vô tí. Còn đối với chúng ta làm sao? Đứng nơi này trong nơi nọ, lòng tham vô đáy, để rồi khi mà nhắm mắt thắt hơi, chúng ta đem theo được cái gì? Chúng ta đem theo được cái gì? Rồi bây giờ những cái hoàn cảnh trước mắt của chúng ta, dịch bệnh, chiến tranh, rồi chúng ta làm được cái gì? Để rồi trong cái giây phút hiện tại, chúng ta có an vui hay không? Hay là chúng ta cứ nghĩ dịch bệnh, rồi lo sợ, rồi chiến tranh, chết chóc, chúng ta lo sợ. Vậy thì sống trong sự lo âu, sự sợ hãi mà chúng ta cảm thấy an lạc hay không? An lạc đến với chúng ta khi chúng ta hướng về thiện sự, hướng về việc làm. Mà khi tâm của chúng ta hướng về việc làm thì chúng ta cảm thấy an lạc. Chỉ có một cái khổ hai vợ chồng xài chung mà dám hy sinh, quý vị thấy tuyệt vời. Cho nên trong nhà Phật, cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã học, Abhiwa Danasi Lesit Nityang Utha Bacca Yino Chattaro Thamma Vathan Thia Yuvano Sukhan Ba Lan, bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Sống lâu theo ý nghĩa tức là chúng ta có an trú
trong cái thiền xuất phát phải không? Cái sống lâu của chúng ta là cái sự kéo dài, tâm của chúng ta là hưởng những cái hương vị của giáo pháp, đó là hình thức sống lâu. Chứ không phải là sống lâu là chúng ta có một cái tuổi thọ kéo dài rồi chúng ta không biết thiện sự là cái gì. Thì cái sống lâu đó chẳng qua trên cái thể xác của người là một con ma biết đi thôi. Mà sống lâu theo ý nghĩa của nhà Phật tức là người đó an trú trong thiền sự. Và cái sắc đẹp là cái gì? Sống lâu sắc đẹp ăn bùi sức mạnh. Sắc đẹp đây ám chỉ là cái giới của người này, cái giới của người này trong sạch tỏa sáng, là nó hiện lên cái thần thái trên con người đó, có một cái đẹp của giới hạnh, chứ không phải là thoa son phết phấn hoặc là lấy đồ nghệ mà quẹt vô, mà lại là tạo cái sắc đẹp. Rồi móng tay móng chân, rồi vòng vàng trang sức, cái đó không phải là tạo nên cái sắc đẹp, mà sắc đẹp của giới hạnh. Rồi sự an vui là cái gì? An vui tức là không có bệnh tật. An vui ở đây tức là cái phỉ lạc, sự phỉ lạc quan hỷ trong thiền sự. Sống lâu sắc đẹp an vui. Rồi sức mạnh là cái gì? Sức mạnh là cái niềm tin, tính tâm niệm định tuệ, một cái niềm tin, một cái sự nghĩa là không lay chuyển khi hướng về ba ngôi tam bảo. Mà chúng ta có được như vậy thì cái đời sống của chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Alo. Rồi, thời gian còn lại nửa tiếng đồng hồ. Quý vị có thể thảo luận về câu Phật ngôn 116. Rồi, ông Bà La Môn đó chỉ có một cái khố đem ra bố thí mà kéo dài tới 3 canh. Mỗi canh là 2 tiếng đồng hồ ha. Qua 4 tiếng đồng hồ. Ông ta mới chiến thắng. Vậy thì tài sản của quý vị chắc là khá hơn cái khổ của hai vợ chồng này. Rồi chúng ta hãy sử dụng vào những cái thiền sự mà quý vị cảm thấy hoan hỷ. Đó là hành trang, đó là tư lương, punya niparalo kasmin batitha hồn thứ ba nữa nhờ. Sung sướng khi bằng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Đến khi tuổi đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cảnh nhà. Như vậy thì chúng ta hãy tạo thiền sự đi, chúng ta hãy làm việc lành đi, để cái đời sống của chúng ta có ý nghĩa. Rồi, nghe nói làm việc lành là xích pháp nguồn Lào Cai quan hỷ, xích kim cũng quan hỷ, cho ly nước kiểu này thôi còn nói gì nữa. Rồi, trong hai vị này ai đưa tay chớ? Mời sức phát nguồn trước đi. Thầy sức kiếm từ từ ha. Alo, sức phát nguồn. Dạ, con xin kính đỉnh lễ ba ngôi tâm bảo. Con kính đỉnh lễ ngài chi đất. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng mới học nên con cũng không hiểu nhiều về những cái ý nghĩa, nhưng mà theo con được trải nghiệm trong cuộc sống hay là trong những cái việc làm hàng ngày thì tất cả thì cũng đều là cái câu pháp cú này là rất là hay và đúng nghĩa. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Không những là cái việc bố thí mà kể cả những cái công việc hàng ngày cũng vậy. Như là khi mà nếu như có thời gian dành ở nhà thì
nghe pháp rồi thì học pháp, thì khi đó thì sẽ có những cái tâm hoan hỷ với bài mình học và những việc mình làm, và trong khi đó cũng có thêm trí tuệ để hiểu biết thêm về Phật pháp ạ. Còn nếu như mà rảnh rỗi quá để cứ rủ dê bạn bè đi chơi tụ tập thì tất nhiên là khi mà ở nhà rảnh rỗi thưa sư, thì thường thường là nếu mà không biết đến giáo pháp vậy thì cũng thường thường là rủ nhau bạn bè đi buôn dưa lây, gọi là đi nói chuyện tán gẫu đấy ạ. Thì như vậy thì theo nếu mà không biết thì về cái giới không nói dối, không nói những lời vô ích đó thì sẽ rất dễ rơi vào những cái lời ích ạ. Vâng, bởi vì con cũng hiểu. Trước kia thì con cũng ít học ở Zoom thì bạn bè thì cũng hay rủ đi chơi, rồi thì đi uống nước, đi cà phê, đi hát karaoke, rồi thì nói chung là những cái thú vui ở ngoài đời á thì thường thường thì cũng bị rủ đi hoài à. Đôi khi thì còn bị rủ đi uống rượu nữa. Thế thì trong cái cuộc sống thì con mới biết rằng là khi đó thì toàn những tạo những cái bất thiện pháp à, nó không có được trong sạch á thưa sư, bởi vì là tất cả những cái đấy dù là biết là trong cái cuộc sống thì cũng phải cần có bạn bè, cần phải có những thú vui để mà thư giãn những lúc mà mình căng thẳng. Thế nhưng mà nếu khi mà biết đến những cái việc gì nên làm, những cái việc gì không nên làm như Đức Phật dạy về giới đó, thì con mới hiểu được ra rằng những cái gì mà nó không cần thiết lắm như vậy thì mình cũng nên là bỏ bớt. Dạ, rồi dần dần thì cũng giãn bớt ra. Thì đó là những cái việc hàng ngày thôi. Thì theo con nghĩ là nếu như mình không cố gắng mình vun bồi những cái thiện pháp như là học pháp rồi nghe pháp để mình có thêm trí tuệ và sự hiểu biết những cái gì nên làm, những cái gì không nên làm, thì những cái gì tránh và có những cái gì mà mình cần phải học hỏi thì con theo con thì đó là một trong những cái thiện pháp, là mình cần phải năng nghe pháp nhiều thì mình mới biết được là cái gì cần, cái gì không cần, cái gì nên, cái gì không nên để mà hướng tâm về tu tập. Cái việc bố thí thì tất nhiên là cũng cần phải có những tài sản rồi những cái kinh tế nhất định, thì mình bố thí bằng cái đồng tiền của mình, bằng cái sự trong sạch của mình ấy. Thì theo con là cái sự bố thí nó rất là quan trọng. Khi mình bố thí mình cho đi thì người ta thường nói là cho đi là còn mãi. Thì khi mình cho đi thì điều đầu tiên nhất mình nhận được là sự hoan hỷ, sự vui mừng, ánh mắt đầy cảm ơn của người khác. Đã như vậy là cũng đã thấy là mình đã làm được những cái việc tốt, thì khi đó cái quả ở cái tâm của mình đã được an vui, được hoan hỷ ngay trong lúc đấy rồi. Thì cho nên là những cái thiện pháp đấy thì mình cần phải càng ngày mình càng phải vun bồi lên để mà để bớt cái tâm tham bỏn xẻn của mình đi, và cũng tạo thêm được cái phước vật để kiếp này rồi an vui kiếp này, an vui kiếp sau nữa. Đã. Con cũng có một đôi lời như vậy, có gì mà sai thì con kính mong ngài cũng chia sẻ thêm và chỉnh sửa thêm cho con ạ. Đã, con xin đạo tràng hoan hỷ ạ. Con xin được xin mấy con mời một vị khác ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư sư Tế Đức, sư Pháp Trang, sư Tế Đức, không biết phải đúng không mà con cũng quên nữa. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con cảm ơn sư đã và sư Pháp Trang nữa. Con không có coi, khi mà con vô con coi con quên đi. Con sám hối.
Con cảm ơn sư Chí Đức đã nói về cái đích sự của cái bài này, cũng như câu Pháp Nguồn Lào Cai. Pháp Nguồn Lào Cai nghe giống như chuyện chuyện của ngày xưa của ông gì đó, ông chuyên môn, tự nhiên quên rồi, ông chuyên môn viết về những chuyện bí ẩn như là Điệp Viên, Dị Trân, Dụng Lào Cai, Yên Bái đó, quên rồi. đã nói về cái phẩm ác này, nhưng cô Pháp Nguồn Lào Cai chia sẻ về vấn đề cổ muốn nghe Pháp để học Pháp, đó là một khía cạnh. Nhưng đối với Đức Phật, khi Ngài giảng cái này ra đó, thì Ngài không có chỉ dạy đơn giản giống như vậy. Tức là hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Chữ lành và chữ ác trong đây á, thì phải hiểu rằng Đức Phật nói đến thập thiện và thập ác. Thập thiện nó có, tức là thập thiện hay thập ác, nó đều ra từ ba chữ ngõ: thân, lời và ý. Thân á, là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Ý không được nói dối, nói lời đâm thọt, nói lời lỗ mãng, lưỡng thiệt, không, nhất là không nói lời vô ích nữa. Nó lãm nhảm nhảm, nó bậy nó bạ, không có gì hết. Cũng là khủng, mà là một cái pháp ác nữa. Còn về ý là cái ngăn thì không có làm, không có tham sân rồi tà kiến. Mà theo cái câu chuyện tích sự này thì cái ông Bà La Môn nghèo tơ này, nghèo gì đó, Việt Nam nghèo rất mùng tơ, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rất mùng tơ, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo quá trời là nghèo đi. Trời đất ơi, hai chồng có một cái khố rồi riêng để mặc ra ngoài hả? Thiệt là khổ, con không tưởng tượng trên cõi đời này sao có người lại nghèo đến như vậy. Con dường thấy ai nghèo như vậy hết. Thì đối với cái ông này á, thì cái khố mà để mà quấn đi ra, cái miếng vải hay là cái khố, cái xà rông á, để quấn đi ra ngoài đó, để cho đầy đủ người ta đừng có lỏ thể đó, thì là một cả gia tài của ổng. Ổng chỉ có cái đó thôi. Khi ổng đi thì bà vợ ổng phải ở nhà, không có cái đó. Thì ổng, khi mà ổng ở nhà thì bà vợ ổng đi cái đó, nghèo rất mộng đơn. Nghèo rất mộng ta, cái người Việt Nam của tôi nói vậy đâu, không tin hỏi mấy người Việt Nam với sự Chí Đức đi. Nghèo rất nghèo tơ, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo quá trời nữa đất, nghèo không cho ai nghèo hơn nữa đó, chẳng hạn như vậy đó. Hồi đó tôi nghe ở dưới quê với gia đình mấy người mà nói sao mày nghèo quá trời quá đất vậy, mày nghèo rất mộng tơ, dân mộng rất mộng tơ, sao mà nghèo tới rất mộng tơ nữa. Nhưng mà cái câu nghe cũng vui lắm. Thì có hả họng, cái nghe hả họng cười rồi dánh đôi tay nghe thôi, nhớ vậy thôi, chứ không tưởng tượng sao trên đời lại có người nghèo giống như vậy. Nhưng mà lúc mà sau năm 75 á, thì cái gì cũng thiếu thốn hết. Thì người ta có người đi kinh tế mới, có người mà đi đào mương cút đất gì đó, thì họ không có quần áo. Lúc đó mới lấy những cái bao mà bao gạo, bao bột mì đó, thì giặt ra may lại chẳng hạn như vậy. Thì người ta cũng có nhiều quần áo, chứ phải có một cái khố để mà đi ra giống như vậy. Thiệt tình á, chưa thấy ai nghèo giống như vậy. Thôi quay lại câu chuyện nha. Thì ông này á, thì cả một gia tài của ổng, một gia tài rất là lớn của ổng giống như vậy. Như một người mà có 1 triệu đồng cho người ta, 1.000, 2.000, không nhầm nhồi hết trơn á, đóng đồ cho người ta rồi, cho mấy chục cái cũng không có đáng người ta. Nhưng cái ông này cho là hết rồi, không còn nữa. Thì Đức Phật nói cái tiền kiếp ông này, ngày xưa, ngày kiếp trước của ổng á, thì ổng cũng bỏng thẻn hà tiện như vậy. Mà quý vị nào học quý vị Pháp rồi á, thì cái tâm tâm tham sân, mấy 14 tâm sở bất thiện á, thì có bỏng thẻn đó, bỏng thẻn danh tị đó, quý vị nhớ không? Đó, thì cái này là những tâm sở ác, rồi những tâm sở bất thiện, quên, sở ác. Thành ra đối với cái này á, thì con suy nghĩ theo cái ý của con nghĩ á, thì đối với một ông này nghèo khổ, đánh mạnh vô trong cái sự suy nghĩ của người ta, một cái người mà cái của họ là một cái khố, thì so với một người có một khối tài sản rất là lớn
mà họ đem một nguyên khối tài sản đó họ cúng dường hay cho người khác, thì đó là một điều quyết định rất là khó khăn. Hay là một người bây giờ so với tiền bạc, so với một vấn đề tình cảm, một người mà luyến ái vợ hay chồng của một người khác mà họ biết điều đó là điều sai, là điều không có đạo lý, là một điều vô đạo đức. Nhưng mà về cái tâm luyến ái của họ đối với cái người chồng hay vợ của người ta đó, họ không có buông bỏ được. Và cái tâm tà kiến của họ không có biết nhận xét điều phải, điều đúng đó. Họ dính mắc vào đó và họ cố gắng, họ muốn thực hiện cái điều, họ muốn chiếm đoạt cái người họ muốn. Thì họ cứ suy nghĩ tới. Nhưng đối với con người này là một người có sự hiểu biết, nhưng mà cái tâm tham ái của họ rất là mãnh liệt. Và cái tà kiến của họ, họ nghĩ rằng họ lấy một người đó, họ sẽ được cái một sự sướng hay là một cái gì đó. Họ cứ nghĩ giống như vậy, chứ cái óc mà vô minh của họ, cái tà kiến của họ rất mạnh mẽ. Tức là trong trong thập nhị nhân duyên á, là họ dính mắc vào đó rất nặng, họ thủ trong đó. Thì khi mà họ thủ trong đó thì họ đã gây ra một cái nghiệp hủ rồi, nó sẽ tái sanh, nó sẽ mang đi tới cho những kiếp sau của họ. Thì nếu một người có một tâm ý của họ rất là mãnh liệt, ngay từ cái phút mà ái nhiễm điều đó, có một cái tâm này giống như một cái trong một cái nhà tối hù, họ có một ngọn đèn leo lét, chứ đừng nói là ánh đèn nha, thì nó tỏa sáng ra. Cái một ánh đèn nó sáng vậy chính là cái sự ý tiến của họ, họ quyết định, họ ngăn ngừa cái điều đó rất là khó khăn. Con nghĩ rất là khó khăn. Nhưng nếu mà con người mà suy nghĩ sau khi tính toán, tính tới, tính lui, thì họ nghĩ rằng những điều họ làm cho dù họ được cái đó thì sẽ làm sao? Sau đó thì ai cũng phải già, cũng phải chết. Rồi họ phải chết đi thì họ mang theo cái nghiệp của họ. Thì nếu họ suy nghĩ được điều đó, họ chấm dứt, họ diệt đi những cái điều bất thiện của họ. Đó là một điều rất là khó làm, tức là phải tự thắng với chính mình. Mình đi kẻ thù của mình, hay mình đi chiến thắng, hay mình quýnh với người khác, thì mình cũng lập mưu, lập kế mình đỡ này, rồi có những sự giúp đỡ của bạn bè hay của người khác, ai có những vũ khí thì cũng nhiều thứ. Nhưng đối với cái tâm ác của mình, nó ở trong cái con người của mình rất là khó. Nó lúc nào nó cũng ở trong người mình hết á. Mình hãy hở ra mà mình không đi là nó quay trở lại. Con thấy những cái người mà trong mấy bản nhạc coi phim hay chuyện đó, thì như Chương Ti Mỹ Nương hay là những ông vua mà thích những người đẹp á. Chương Ti Mỹ Nương thì cái bà đó, cái cô đó nhà giàu đó mà nghe tiếng sáo, cô đó mê vô trong tiếng sáo đó, rồi có tưởng tượng là cái người mà cái rất đẹp lắm. Cũng như đó, con nghe cái bản nhạc mà Hùng Cường ca, Mộng Dưới Hoa. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như mơ, chẳng hạn vậy. Đem về bà chăn lửa, bà chăn lửa trên Tử Hà Tông chích dịch nữa. Thì do cái sự tưởng tượng của họ, họ tham ái từ nhiều đời nhiều kiếp, họ dính mắc vào những cái đó, họ cứ mang đi từ đời này đời khác, thì họ sẽ rất khó mà dứt bỏ cái đó. Chẳng hạn như má con hả, trời ơi, bà tà kiến, bà mê tính dị đoan, cả nhà ai cũng sợ bà hết. Bà con nát la uống dùng thì bà nói, mà cứ nói ông già nó cái miệng nó miệng mắm muối nó bệnh với bà, nhưng mà má con không bao giờ nói thẳng với bà con, nói bà còn đá bùn người chết á. Bà còn rất là khó khăn, ông cái tính tình của ông rất là khô khan, không có nói chuyện với ai khó lắm. Anh chị em tụi con rất là sợ ba con, tại sao trên đời hả, con chỉ sợ ông già của con trước, ba con trước, tất cả chị em nhà có sợ ba con trước rồi mới sợ trời, cọp đeo rắn rít gì không nói thành không những này đập chết hết luôn, nó dọc nó đập chết hết. Nhưng mà ba con tụi con rất là sợ những cái gì mà ai cho ba con gì đó, cô bò cô gì đó là lấy đem vô để trên bàn, không dám đụng, không dám mở. Thì thôi đỡ ba con về rồi trình cho ổng coi. Ổng coi xong rồi ổng ăn một cái miếng, ổng nói tụi bay chiên ăn đi. Ba con thì không có nghiện rượu, không có thích ăn vặt hay nói nhiều, hay đàn đúng cờ bạc hết. Ổng chỉ thích hút thuốc lá thôi, vậy thôi. Thì tụi con rất là sợ ba con, thấy tụi ba con đỡ trước, tụi con đi nhà sau thôi à, không có dám nhích về trên á.
đại khái nói về ba con vậy. Thì cái tánh tình của ổng rất là kêu ổng mềm dẻo để cho tụi chị em tụi con á, thì cũng rất khó đó. Tụi con không dám ăn cơm với ổng. Ổng ăn cơm giống như một người thiền vậy. Ổng ăn một mình ổng à, ổng ăn cả tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Không ai dám ăn á, tụi con ăn trước rồi ổng sao ổng ăn sao, hay ổng trước rồi xong tụi con mới ăn sao, chứ không có ngồi chung bàn với ổng đâu. Tại cha con trong gia đình mất rồi đó. Tại chị em nhà con khi mà lên ăn cơm rồi ha, là nói chuyện tùm lum tùm la hết. Nói ôi, nói trời, nói đất, nói chuyện cải lương về trong phim, trên ảnh, ngoài đường. Ôi, nói chuyện rất là vui vẻ. Mà ba con khi mà nói chuyện ồn ào đó, ổng ăn nhiều khi ổng mắc bổ, ổng lấy nguyên cái tô canh, ổng đổ như cái đầu người đang nói đó. Một mấy anh chị con, một hai người bị ớn lắm. Đặt kể về gia đình của con một chút nha. Mà ổng rất là khó khăn. Ổng ba gai lắm. Cái chuyện mà ba gai mà tụi con biết, tụi con ở trên Quảng Đức á, sau mấy chục năm sau, sau giải phóng tụi con mới biết là ổng hồi đó không biết làm cái gì. Nhưng mà ổng một lần ổng lái xe cho ông Lâm Lệ Chinh đó, là ông bộ trưởng nội vụ của thời tổng thống Ngô Đình Diệm sau này. Ổng biết ổng tức giận hai vợ chồng ông này á, người ta không biết đó. Ổng chạy xe, ổng thắng cái thiệt gấp, rồi ổng quẹo cua thiệt gấp, hai vợ chồng này lăn của cô u đầu u đầu xin chán ở trên xe. Đổi ba đổi ổng lên cái miền ở trên Quảng Đức á, ở trong trung phần khỉ ho khò gái trên đó đó, trời đất ơi. Thì đại khái là bây giờ sau mấy chục năm sau, cái bà mà trung tá Trần Văn Pháp đã kể cho chị con nghe, rồi chị con về kể cho tụi con nghe, rồi con không tin chạy lên hỏi bà cũng nói giống vậy đó. Thì mắc cười lắm. Sau giải phóng á thì cái ông già chồng, cái người chồng đầu tiên, ổng lại chơi với cái ông đám ông Lâm Đại Chinh. Lúc mà con qua Mỹ, ông già chồng con lại chở con lên cái nhà của ông Lâm Đại Chinh đó chơi ở Hân Tinh Đông Bích. Con nghe ông Lâm Đại Chinh con nhớ là nó mắc cười quá, cũng nói hỏi phải đó hai vợ chồng ông bị cái ông đó chở xe u đầu không, tính nói vậy nhưng mà sợ quê, xe ông bán quê. Thì con mới về con kể cho bà má chồng con nghe. Con nói bà má, bữa nào má lên má hỏi hai vợ chồng nó có bị vậy không. Cái bà nín thinh à, bà nín thinh, nhưng mà sau đó không thấy chở con lên nhà ông đó chơi nữa. Rồi đại khái chuyện đó ha. Bây giờ quay qua cái chuyện này. Đối với một người mà say đắm si mê vào những chuyện nào đó, họ không có cái nghĩ đúng đắn về đạo đức cũng như không có giữ giới đó, thì họ rất khó mà loại bỏ những cái tham dục này của họ. Giống một người đó mà có người mà họ thích một cái việc gì đó, họ muốn chiếm đoạt cái đó, họ mới lấy một cái đó, họ được cái gì đó không biết, theo cái ý nghĩ của họ. Thì cái một người mà đang cái cơn mê nang tàn tật chính nghĩ say đắm vô đó, mà họ có một thoáng hơn nghĩ, họ dứt ra được cái đó, thì một người đó là họ đã tự thắng được cái chính mình, rất là hay. Thì trong cái câu này thì cũng vậy. Ông này á, ổng cứ xin tới, không nghĩ tới, nghĩ lui. Ổng nói nếu ổng viện những cớ khác là cớ này cớ kia, nếu không có thì vợ ta không có mang đi, về ta cũng không có, rồi đi ra đường ta bị đi ra đường được. Cái này kia cứ ngụy biện, cứ tìm hết lý do này lý do kia, để cuối cùng ổng chỉ được có một phần tư cái phần thưởng đó. Thì với trí tuệ của Đức Phật, Ngài mới kể ra cái tiền kiếp của ông này nhiều đời nhiều kiếp cũng đã từng làm giống như vậy rồi. Đau khổ đó, nghe chim chóc nó đọc kinh đọc gì đó. Ồ, như vậy không có nghe tôi nữa hả? Cái máy của tôi nó vẫn còn tốt mà. Bây giờ quý vị có nghe rõ không? Hello, không nghe rõ là tôi đi xuống nha. Quý vị có nghe rõ không à? Hết rèm, hết nghe luôn, kỳ vậy ta. Rồi quý vị nghe lại chưa? Nghe hết chưa? Nghe được chưa?
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Alo. Alo, alo, chị Kim ơi. Nghe không được gì hết, rè quá. Hả, 1212 hả? À, quý vị có nghe rõ không ạ? Rồi. Rú quá hả? Rồi, ồn ào quá hả? Nghe âm thanh rè hả? Rồi, bây giờ coi như. Rồi, bây giờ rõ chưa? 123, 123. Rồi, xa thủ. Xa thủ, à, để tôi nhắn. Rồi ha. Rồi, xa thủ, xa thủ. Câu Phật ngôn 116, thời gian còn 5 phút. Bây giờ những cái vấn đề thực tế trong cái room này áp dụng qua câu Phật ngôn này ha. Rè quá ha. Rè lắm ha. Ồ, như vậy là âm thanh không được tốt. À, thôi chắc phải nghĩ sao. Qua câu Phật ngôn này hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác, có hay là hồn nào quá. Rồi như vậy thôi, chúng ta kết thúc ở đây ha. À, câu Phật ngôn này qua duyên sự chỉ cái nãy nghe được ha, còn bây giờ hồn nào quá ha. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc ha. À, mặc dù còn 4 phút nữa nhưng mà quý vị nghe được thì thôi xin nghỉ ở đây. À, câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta coi như mất đi sự tham lam, sự ích kỷ, sự muốn sẻ, sự nhõm mộn của tâm hồn của chúng ta, và chúng ta hãy sống với một cái tấm lòng rộng mở, với một cái bàn tay mà không có nắm chặt, thì như vậy đời sống của chúng ta sẽ được an vui. Xin chữ kép quan hệ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả và độ trì chúng sanh. Những người tu giả bố thí và tâm thiền xin qua lục vô biên chỉ toàn giác lục giác và kinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Et na sa cha quá chi nát số tiểu vũ cố tu sa pa đa cho lời chân thật này kinh dân và bước lên chỉ tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. À, xin sám hối với đạo tràng. Hôm nay là ngày 29, một ngày mà Phật tử đi chùa, cho nên chúng ta cũng hơi bận rộn một chút ha, quý vị quan hệ ha.